Đúng rồi. Chưa về đói. Sáng nay có một bánh rán rồi bảo không? Bộ bánh mì. Bọn nó thích ăn bánh mì hay bánh rán? Chưa xong. Xong cũng muộn đấy. Muộn chắc cũng phải 12 giờ hơn. Ôi các bà kìa bao cố gắng làm buổi sáng cho xong đây. Chứ xong buổi chiều chắc này. Nhùng vỡ vỡ nơ. Vỡ nơ. Buổi sáng là ba cơm. Đấy. Nhà dưới có bằng nữa, anh kia nó không bằng. Cái bà dọn một ngày hay một buổi sáng? Một ngày, bây giờ một ngày đấy luôn. Yeah. Muộn rồi. 6 giờ, anh phải làm. Vậy nhà anh thì tha hồ một chả. Chưa? À đây chị Hải về rồi. Đâu? Hết rồi. Hiện nay lại còn có cái gì mù như mũ vậy? Đi đâu từ sáng giờ? Đây còn đang nặn mũ đây. Nhung trên nhà lên lấy hàng đi. Đâu từ sáng giờ giờ đi về? Không, chị ấy gọi mấy lần không nghe. Gọi mất sao gọi. Sạch chán. Hôm nay anh biết hỏi có đi lấy hàng không? Hôm nay nhà nhà có đi lấy hàng không? Chắc không có rồi. Nó lấy hồi cho cô mà sắp là nó có rồi mà lấy. Anh Nhung ơi! Nghe lại thêm người. Đây người dọn nhà không à? Mấy anh em nhà họ lên. Có gì mà lên dọn hộ vậy? Dọn nhà. Nhà bẩn dọn nhà. Thế người này là có nhiều người ta đi cho nào, đây là nhà, đây là gì đấy nhỉ? Có quay chưa?
Em xem chị ơi, dọn nhà xong.